Ok, mình đã trở lại với mọi người rồi đây. Thì cũng như mọi ngày, đầu tiên thì cho phép mình gửi lời chào đến toàn thể các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ làm nhiệm vụ thôi. Ok, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ bật bản nhiệm vụ lên. Nói cho mình tổng quan là 8 nhiệm vụ. Ok, 9 nhiệm vụ, 3 bát. Ở đây chúng ta có chưa có cà rốt thì bắt buộc thì chúng ta phải đổi. Ami đá cũng được nhưng mà trong là con non thì ok. Thì mình sẽ ok, như vậy thì mình sẽ gieo là 8 cà rốt, 8 onion nha mọi người. Nhưng mà mua thêm 5 trứng nha. Ồ, 5 trứng chứ phải 15 trứng đâu mọi người. Chào chị Hảo. Ok, ta sẽ gieo 8 onion trước. Nhưng mà như mình mua thiếu rồi, mình làm mình mua thêm 3 cuốn. Đấy, mình sẽ tưới gần 12 lần nha. Có tưới được 12 lần. Ăn 6 quả trứng này nhưng mà có 5 quả chắc mình sẽ chạy qua mắt bên kia. Mình đã mua thêm lần này, mua thêm một cái chứ mắt. Ok, tiếp tục về cho mình đó là bón hành. Bón hành là gọi là bán hành cũng được. Ok, thì cà rốt thì chắc sẽ đem qua bên kia mọi người. Mình cũng nên kêu đã luôn, bởi vì mình có nhiều vụ tưới mà. Ok, thì mình sẽ tưới gần này. Mình gieo 3 củ cà rốt rồi. Sẽ tiếp tục tưới cho mình 8 cân nữa này, màu là đủ 12 nha mọi người. Cái hạt này bây giờ thì không thể kiếm tiền ra, thì dừng kiếm quá nhiều đi. Để mà thu hết mà bán ra thì tầm cũng được 2 gram. Ok, thì mình phải vẫn phải chạy qua mắt qua rách nha mọi người. Thời tiết mình có mơ có thiếu một quả. Ok, mình sẽ chạy sang mắt bên kia nha mọi người. Ok, để uống miếng nước đây mọi người. Thank you.
giờ mình sẽ vô ba cà rốt nha. Hả? Chị ra nội đoan lai chữ ra nội. Hả? Cái ông nói vậy? Hello hả? Đùa. Ba ngày từ kia. Ok, ba vé nha mọi người. Ok. Tôi nha mọi người. Ok thì video money on ya. Ok, mình sẽ tới 28 nữa mọi người. Ok, như vậy là 3 bé nha mọi người. 3 bé thì khá là easy, game dễ mọi người. Mình vào lên tới vài ca đi đi. Khi mà bữa có được ok, mình sẽ đi mua 30 đồng nữa và sẽ lên quà. Thank you.
giờ mình sẽ ưu tiên mấy cái vé. Rồi đây là mình sẽ claim quà nhiều nhờ mình mức có thể thôi. Ok, tiếp tục với một ad khác nào mọi người. Bye.
đến đâu rồi nha. Không có gì đâu. Ok, thì mình sẽ tiếp tục nồng rồi. 12 thì cái này là điều không thể rồi. Sao nào? Ok, thì game này cũng đơn giản thôi. Game này chỉ cần cũng không cần làm gì cả. Game này đơn giản mọi người. Ok, 2 nhiệm vụ liền nè. 18 cờ rốt. Thu hoạch 26. Ok, như vậy là gần được là 2 vé nha mọi người. Kéo một quả trứng trước này. Ok, thì mình sẽ thu khoai tây nha. Tay thì sẽ thu bên này trước. Thu xong rồi giữ lại nha mọi người. Tiếp tục của phần trình thu hoạch khoai tây. Ok, bãi rồi. Ok, 3 quả nữa là chúng ta sẽ hoàn thành cái ạt này. Một quả trứng này ta sẽ tưới nước gừng đó là ok nha mọi người. Đấy, tưới gừng 12 lần nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ba bé nhiều người. Ok, ba bé đơn giản. Xin chào tất cả mọi người.
Thank you.
trở lại với mọi người rồi nha. Thì tiếp tục với cái ạt này thì chúng ta sẽ có gieo 10. Thì chúng ta sẽ mua 6 khoai tây. Đó. Ok, chúng ta sẽ mua chính cái này để thành lỗ. Ok, mình sẽ mua 10 tấn thường nha. Đi xe đã quất, lùm nhanh đã quất. 40 nít rồi kìa, dễ sợ. 40 rồi. Mày đừng có chói. Ok, hoàn thành 6 khoai tây. Tiếp theo bóng gừng. Gừng thì sẽ làm được hai nhiệm vụ nha mọi người. Một cúc đất, một tưới nước. Gì vậy fan? Thế? Thế rồi. Mà thằng đấy ra rồi, thằng nó tái ra rồi. Yes. Ok, như vậy là được 6 nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta sẽ cút đất 5 lần và tưới nước rừng thêm vài lần đó. Ok, tiếp tục tưới gần nào mọi người. Hạt này thì làm 3 vé, đơn giản nhưng lại hiệu quả cao. Thì ok, rồi 3 vé nha mọi người. Đấy. Mình sẽ lại để dọn cái túi của mình đó. Bởi cái túi của mình hơi vật phẩm nó đầy nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 3 vé nha mọi người. Đến với anh đêm này ta say đắm bên nhau. Qua 30 hiệp 3 tuổi tuổi nha mọi người. 36 qua tuổi tuổi và 20 giờ đốt này. Yeah.
chúng ta sẽ có hai onion. Ok, sẽ gieo và tưới nha mọi người. Quá đi à, chết chết chết, đuối thầy. Tiếp tục tưới hành nào mọi người. Hành hôm nay tròn quá. Hành hành mới tưới được đào mọi người. Đây, quả hành nó tròn như này này này. Ok thì thêm một quả nữa. Hai quả luôn cho đẹp. Hành hành cái đôi có cặp. Ok, mua qua hai táo là ok rồi. Chạy qua map forex và mua hai quả táo nha mọi người. Bạc này được hai vé thôi nha mọi người. Hai táo thì chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Rồi được hai vé mọi người. Ảp này cấp 16. Hơi sâu. Từ khi cấp 16 là nhiệm vụ hơi khó nha mọi người. Nhiều lần mà khóc trong tim quỳnh vẫn cô đơn. Lạnh lùng mà như lách thang trên lối về. Ok, chạy tới và mua hai táo nào. Đấy. Lại BK. Ok, 23 tuổi tuổi nha mọi người. Chào ơi. Thank you.
trúng được nha mọi người. Cái gì lâu tiếp theo nha. Bye bye.